Một đặc điểm của lĩnh vực kinh tế mà Việt Nam và Trung Quốc giống nhau y hệt, kể cả Nga cũng tương tự. Thưa quý vị, Tập đoàn Bất động sản Gartner của Mỹ mới đây đã đưa ra danh sách các quốc gia có tỷ lệ hộ gia đình sở hữu nhà cao nhất thế giới. Đang nói, trong top 10 quốc gia thuộc danh sách này, Trung Quốc, Việt Nam và Nga lần lượt xếp thứ 2, thứ 3 và thứ 4, với tỷ lệ sở hữu nhà là hơn 90%, 90% và 87%. Sở dĩ, tỷ lệ sở hữu nhà của cả Trung Quốc, Việt Nam và Nga đều cao vì, theo quan niệm của người dân ba nước, sở hữu nhà cho thấy sự ổn định và giàu có và là khoản đầu tư vững chắc.